إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Chúng ta tiếp tục đến chương 49 với tựa đề là Usman tạm dịch là thực thi giáo luật đối với con người là dựa trên những cơ sở của bề mặt nổi của họ, còn mặt chìm hay là mặt ngầm của họ thì chúng ta giao lại, giao cái trách nhiệm đó cho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì ở đây tác giả đưa ra lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala, một lời phán duy nhất, đó là câu kinh số 5 chương Tawbah. Fa in tabu wa aqamu s-salata wa atu z-zakah fa khallu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim. Nhưng nếu chúng hối cải và dâng lễ nguyện Salah, đồng thời đóng Zakah, thì hãy mở một con đường cho chúng. Thì ở đây câu kinh này có nghĩa là khi ai đó dâng lễ nguyện Salah, khi ai đó bố thí Zakah, thì họ là những người theo giáo lý của Islam. Thì cho dù họ trung thực trong tôn giáo chỉ để thể hiện bề ngoài được, tức là cho dù họ trung thực trong tôn giáo chỉ thể hiện ở bên ngoài, thì Islam chỉ phán xét và thi hành cái luật, thi hành những cái luật lệ của Islam dựa trên bề nổi của con người, tức là những gì chúng ta cảm nhận được và thấy được bên ngoài, thấy được và nghe được, chứ chúng Islam không có truy cứu mặt chìm, tức là mặt khuất sâu bên trong của họ. Thì những sự việc và những điều mà thuộc mặt chìm hay là mặt ngầm của con người, nằm sâu trong lòng của con người, thì sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala xét xử và thanh toán vào ngày phán xét, vào ngày phục sinh, vào ngày Qiyamah. Hadith 389, ông Ibn Umar radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم nói: Ta được lệnh chiến đấu với nhân loại cho tới khi họ chứng nhận rằng không có thượng đế đích thực nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị thiên sứ của Allah, rồi họ dâng lễ nguyện Salat và đóng Zakat. Nếu như họ làm như vậy thì tính mạng và tài sản của họ được bảo toàn từ nơi ta, ngoại trừ vì chân lý của Islam. Còn sự phán xử và thanh toán họ là ở nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì giải thích một ít, một cái chi tiết nhỏ về trong cái hadith này, thì ở đây Nabi nói là nhân loại trong cái được nói trong cái lời hadith này, đó là được là những người thờ cúng các bậc tượng chứ không phải là dân kinh sách, vì họ đã đóng thuế cho Islam. Tức là dân kinh sách họ đã có hiệp ước giao ước là đóng thuế cho Islam. Ở đây là muốn nói nhân loại, đây là những người thờ bậc tượng ngoài dân kinh sách. Thì cái bài học từ hadith đó là hadith cho chúng ta thấy rằng giáo lý Islam chỉ yêu cầu đối xử qua những gì được thể hiện ở bề nổi của con người, còn những gì mà nó thầm kín, nó nằm khuất bên trong,
thì đó là phần trách nhiệm của Allah Subhanahu wa Taala, phần thuộc về phạm vi của Allah Subhanahu wa Taala. Bài học thứ hai đó là hadith khẳng định các trụ cột của Islam. Hadith 390, ông Abu Abdullah Tariq bin Asyam thuật lại rằng: tôi đã nghe thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: ai nói không có thượng đế đích thực nào khác, thì ai nói la ilaha illallah rồi phủ nhận những gì được thờ phượng ngoài Allah, thì tính mạng và tài sản của y không được phép xâm phạm. Còn sự phán xét và thanh toán y, tức là sự phán xét những cái suy nghĩ, những cái gì mà nó nằm bên trong tim của người đó, thì là do Allah định đoạt sau này. Thì bài học từ hadith này, đó là hadith bắt buộc không can hệ với những thần linh cũng như các vật được thờ phượng ngoài Allah subhanahu wa ta'ala. Và hadith cũng thể hiện là chúng ta chỉ phán xét theo cái những gì mà nó được phơi bày ra bên ngoài. Hadith 391, ông Abu Ma'bad al-Miqdar bin al-Aswad thuật lại radiyallahu anhu: tôi đã nói với thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam, nếu tôi giáp mặt với một kẻ thù, cái người này nói với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nếu tôi mà giáp mặt với một kẻ thù ngoại đạo và chúng tôi đánh nhau, thì cái người đó, tức là cái đối tượng, cái y chém lìa đứt một cánh tay của tôi, rồi sau đó y lùi bản thân vào một gốc cây, tức là bị thua thế, bị thất thế rồi. Thì trước sự thất thế đó, thì cái người đàn ông đó mới nói là tôi quy phục Allah, tức là tôi chấp nhận Islam. Thì trong trường hợp như vậy, thưa thiên sứ của Allah, người hãy cho tôi biết là tôi có được phép giết cái người đó hay không, giết cái người mà nói cái câu đó trong trường hợp như vậy hay không. Thì thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: la taqtulhu, người không được giết y. Thì cái người đàn ông này lại tiếp tục, sau ba này lại nói: thưa thiên sứ của Allah, y đã chiếm lìa cánh tay của tôi, y tuyên bố chấp nhận Islam sau khi chém lìa cánh tay của tôi kia mà. Tức là cái người đàn ông này muốn xác khẳng định lại cái điều đó. Thì thiên sứ của Islam lại nói: la taqtulhu fa in qataltahu, thì bị nói ngươi không được giết y, nhưng nếu ngươi giết y thì như thế nào? Fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtula wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Nabi Muhammad SAW nói: ngươi không được giết y, nhưng nếu ngươi giết y thì y sẽ ở vào vị trí của ngươi trước khi ngươi giết y, còn ngươi sẽ ở vào vị trí của y trước khi y tuyên bố lời của y. Thì ở đây Nabi nói y sẽ ở vào vị trí của ngươi, điều đó có nghĩa là y là người phải được bảo toàn tính mạng bởi sự quy thuận Islam, còn ngươi sẽ ở vào vị trí của y, có nghĩa là ngươi giống như y sẽ bị phép giết, được phép kết liễu tính mạng của người đó. Nó có được rõ phải không ạ? Rồi bài học từ hadith. Hadith cho chúng ta thấy rằng Islam chỉ phán xét cũng như thực thi luật lệnh dựa trên bề nổi của sự việc, chứ không hề đi theo, không hề dựa trên cái cơ sở mà nó mang tính là nó khuất sâu bên trong, tức là nó không theo cái bề ngầm. Có nghĩa là Islam hành xử và phán quyết dựa trên lý tính, chứ không dựa trên theo cái cảm tính. Bài học thứ hai đó là hadith khẳng định người nào mà có biểu hiện quy thuận Islam, tức là chấp nhận Islam bằng lời nói hay là bằng hành động, thì Islam cấm chúng ta xâm phạm đến tính mạng của người đó. Bài học tiếp theo nữa đó là hadith này trình bày cho chúng ta biết một cái điều luật của giáo lý Islam, đó là ai giết một người đã tuyên bố quy thuận Islam một cách cố tình thì đó là hành vi bị nghiêm cấm, y sẽ bị xử tử theo luật, tức là qisas,
theo luật mạng trả mạng, Qisas. Còn ai mà giết một người đã tuyên bố quy thuận Islam một cách vô ý, thì vô ý ở đây nó có nghĩa là người đó không hiểu biết về luật, hoặc là người đó cứ tưởng rằng cái việc giết đó là đúng, không phải là sai, không phải là điều cấm trong Islam, thì lúc bấy giờ y phải bồi thường. Thì cái điều này nó giống như là trong thời của Thiên Sứ Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì trong thời của người khi ra chiến trận thì có một số vị Sahaba đã từng giết một số người sau khi họ đã biểu hiện sự quy thuận Islam. Nhưng các vị Sahaba nghĩ rằng họ làm vậy chỉ vì, tức là những người đó quy thuận á, bởi vì họ chỉ vì muốn thoát chết nên đã quy thuận, cho nên các vị Sahaba đã giết họ. Và Thiên Sứ của Sallallahu Alaihi Wasallam đã không bắt họ phải xử tử họ, mà chỉ bắt họ bồi thường. Thì đó là cái luật. Hadith 392, ông Usama bin Zaid thuật lại, radiyallahu anhu thuật lại. Ông nói: Thiên Sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam cử chúng tôi đến khu vực al-Huraqa của bộ tộc Juhayna. Thì tôi và một người dân thuộc Ansar đã giáp mặt với một hai người trong số họ, tức là giao đấu. Thì khi chúng tôi áp đảo, thì cả hai tuyên thệ là ilaha illallah. Thì cái người Ansar đã dừng tay lại, không giết đối phương. Còn tôi đã đâm chết đối phương của mình bằng chiếc giáo. Thì khi chúng tôi trở về Madina, sự việc đó đã được thuật lại cho Thiên Sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam nghe. Thì người đã nói với chúng tôi, người nói với tôi: Ya Usama, cái này là Usama kể lại: Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Này Usama, ngươi đã giết y sau khi y nói la ilaha illallah ư? Thì Usama nói: Thực ra y nói như thế chỉ để thoát chết mà thôi, thưa Thiên Sứ của Allah. Nhưng Thiên Sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam cứ lặp đi lặp lại câu nói: Này Usama, ngươi đã giết y sau khi y đã nói la ilaha illallah ư? Thì ngươi đã lặp đi lặp lại câu nói này, đi lặp lại đến nỗi mà Usama nói là gì: Lúc đó tôi ước gì mình đã không vào Islam trước ngày hôm đó. Còn trong một cái lời dẫn khác nữa, thì Thiên Sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói với Abu Usama, nói rằng: Y đã nói la ilaha illallah, nhưng ngươi lại giết y hay sao? Thì Abu Usama lại nói: Y nói như thế là chỉ vì sợ lưỡi gươm của tôi thôi mà, thưa Thiên Sứ của Allah. Thì lúc bấy giờ Thiên Sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam mới nói: Này Usama, afala shaqqaqta an qalbihi, chẳng lẽ ngươi đã banh tim của y ra, banh tim của y ra để ngươi biết là cái lời nói của y thật hay là giả à? Thì cái hadith này cho chúng ta cho thấy rằng Islam chỉ cho phép người tín đồ chúng ta đo lường và phán quyết các sự việc dựa theo những gì được công khai ra bên ngoài, chứ không cho phép chúng ta dạch tìm những gì khuất sâu trong lòng. Chúng ta đã rõ chưa? Đây là luật á. Bài học thứ hai đó là hadith này là một bằng chứng cấm thù hằn, giết chóc chỉ bởi vì cho rằng không có sự trung thực ở trong lòng. Nếu như chúng ta nghi ngờ ai đó, chúng ta thấy ai đó làm một điều gì đó, chúng ta chỉ nghi ngờ thôi, thì Islam cấm giết người đó hay là gây hại đến người đó chỉ vì chúng ta nghi ngờ. Bài học tiếp theo nữa đó là Thiên Sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam không xử ông Usama bằng luật Qisas, mạng trả mạng, khi mà ông Usama đã giết một người nói la ilaha illallah. Thì Nabi không xử ông theo luật này bởi vì Usama đã giết cái người đó vì nghĩ rằng như thế là đúng. Như vậy ở đây là Usama đã không cố tình. Một bài học nữa đó là cái hadith này nó cho chúng ta biết rằng là chúng ta không được phép cho ai đó phạm vào, hadith này nó không cho thấy rằng là không được phép cho ai đó phạm vào đại tội rồi chúng ta ước gì
mình đừng vào Islam trừ phi sau đại tội lỗi. Có nghĩa là gì? Khi chúng ta làm một cái tội lỗi nào đó lớn lao, hay là một cái hành động nào đó nó không đúng, thì chúng ta hối tiếc, thì chúng ta lại nói ước gì mình đừng có vào Islam trước cái thời điểm đó, đừng có vào Islam, nghe không? Mà vào Islam sau cái thời điểm đó tốt hơn. Mà ước gì vậy? Thì cái điều ước này Islam không cho phép. Tại sao Usman lại nói không cho phép, trong khi hadith này lại Usama lại nói điều đó? Thì ở đây các ulama người ta phân tích rằng thực ra ông Usama nói như vậy là chỉ vì bản thân ông quá lo sợ trước sự phản đối kịch liệt của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam về cái hành động của ông, khi mà ông ta đã xuống ta giết một người đã nói lên là ilaha illallah. Hadith tiếp theo 393, ông Jundub bin Abdullah thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam cử một đoàn quân Muslim đến một cộng đồng người đa thần. Thì hai bên gặp nhau, thì một người từ quân của những người đa thần đã ra đánh với một người Muslim, và người đa thần đó đã giết chết người Muslim. Rồi sau đó một người khác nữa thuộc quân Muslim bước ra đánh tại đồi với một người của những người đa thần. Và khi hai người này xuất ra thì có lời nói rằng cái người Muslim ấy đó là chính là Usama bin Zaid, có nghĩa là Usama bin Zaid rất là giỏi. Và khi nhắc đến tên của ông thì kẻ thù có một cái gì đó khiếp sợ. Thì khi nghe nói Usama bin Zaid thì cái người đa thần đó trong lòng có sự hoảng sợ. Rồi khi thanh gươm của người Muslim, tức là Ino Usama, đây là câu chuyện của Usama mà do một cái lời thuật khác kể lại, thì khi nói đây thì ông này kể, rồi khi thanh gươm của người Muslim giơ lên cổ của y thì y nói la ilaha illallah, tức là khi mà Usama đưa cái gươm lên cổ của người đa thần đó thì y đã nói la ilaha illallah. Nhưng mà Usama vẫn giết, thì vì sao bác chúng tục này mới kể, nhưng mà người Muslim đó vẫn giết y. Sự việc đã đến tai thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam, thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã hỏi cái người đã giết một người mà khi y đã nói la ilaha illallah, tức nói Usama, người đã giết y, là bị nói người đã giết y ư? Thì Usama nói dân thiên sứ của Allah. Thì lúc bấy giờ là bị mới nói wa kayfa tasna'u bi la ilaha illallah idha ja'at yawm al-qiyamah. Nabi nói với Usama, ngươi sẽ làm gì với lời la ilaha illallah khi vào ngày phục sinh đến? Tức là khi mà Usama đã xuống tay giết cái người đàn ông đó, trong lúc người đàn ông đó đã nói lên la ilaha illallah, thì vào ngày sau khi đứng trước Allah subhanahu wa ta'ala, Usama sẽ nói như thế nào với ngài? Thì lúc bây giờ Usama mới nói, thưa thiên sứ của Allah, xin người hãy cầu xin Allah tha thứ cho tôi. Thì thiên sứ Allah đã không nói gì khác ngoài đi một cái việc lặp đi lặp lại câu nói đó. Thì cái hadith này và hadith trước đó, tức là hadith 392 và hadith 393, đều là một câu chuyện của Usama, chỉ khác ở chỗ là cái lời kể của hai cái đầu tiên đó là của Usama kể, còn cái này là của một người khác kể về Usama. Hadith 394, ông Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radiyallahu anhu thuộc lại, bin Utbah thuộc lại, tôi đã nghe Umar bin Khattab radiyallahu anhu nói, quả thật mọi người, này là lời của Umar bin Khattab nói, ông nói quả thật mọi người thường nhận được mặc khải để giải quyết các sự việc trong thời của thiên sứ. Tức là trong thời của thiên sứ, tất cả mọi sự việc khi nó xảy ra và muốn tìm hướng giải quyết, đơn giản là Allah sẽ mặc khải xuống cho Nabi. Alhamdulillah. Cho nên, nhưng sự mặc khải đã ngưng, tức là khi mà Nabi qua đời thì sự mặc khải không còn nữa. Ý của Bạch nói như vậy. Cho nên giờ ta chỉ phân xử các người theo những gì được công khai, được phơi bày ra ngoài, ra bên ngoài, qua các hành động, qua các việc làm của các ngươi mà thôi. Bởi thế ai mà thể hiện cho ta thấy điều tốt thì ta cho rằng người đó là tốt, còn phần khuất sâu bên trong lòng của y thì nó không phải thuộc trách nhiệm của ta. Allah sẽ thanh toán về cái phần khuất sâu trong lòng của y đó, tức là cái phần mà khuất sâu trong lòng của y sẽ là thuộc phạm vi của Allah subhanahu wa ta'ala vào ngày sau.
chính Allah sẽ phán xét và sẽ xử lý người đó, bởi vì Ngài biết rõ hơn hết về trong lòng của người đó. Và ông Bạch nói tiếp: còn ai thể hiện cho ta thấy điều xấu thì ta đánh giá y là người xấu, và ta sẽ không tin y ngay cả khi y nói phần khuất sâu trong lòng của y là tốt lành. Tức là khi mà Umar thấy ai đó làm điều xấu thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà y đã nói trong lòng của y là tốt, thì Umar vẫn xử lý cái người đó dựa trên cơ sở được phơi bày ra bên ngoài, chứ Umar không xử lý những gì bên trong của cái người đó. Thì đó là ý nói, cái lời nói của Umar. Thì cái hadith này nó cũng khẳng định lại toàn bộ cái nội dung của cái chủ đề mà tác giả đưa ra. Đó là Islam chỉ hành xử, chỉ thực thi các luật lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala là dựa trên cơ sở bề nổi của sự việc, chứ không dựa mặt chìm hay là mặt ngầm của sự việc. Thì đó là cái nội dung của hadith. Thì đến đây chúng ta đã kết thúc. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ và soi sáng hướng dẫn chúng ta qua những gì chúng ta nghe được, chúng ta thấy được. Và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala sẽ tập hợp chúng ta lại trong thiên đàng vĩnh cửu của Ngài. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.